Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào của Mobifone với nội dung là gói SMS order. Đối với các hóa đơn của Mobifone này, thì tại đây chúng ta sẽ thấy được hóa đơn 197, hóa đơn số 8, số 34. Ba hóa đơn này thì có ngày tháng là khác nhau, nhưng tổng ba hóa đơn này thì bằng đúng tổng số tiền mà chúng ta ủy nhiệm chi ngày 8 tháng 8. Do đó tôi sẽ hạch toán gộp ba hóa đơn này vào một chứng từ. Còn nếu như mà bạn nào muốn tách riêng ra cũng được. Tách riêng thì mỗi một hóa đơn thì chúng ta hạch toán một chứng từ trên phần mềm. Đi kèm với các hóa đơn này thì sẽ có biên bản xác nhận sản lượng, giấy đề nghị thanh toán của Mobifone và giấy đề nghị thanh toán của phòng phát triển dự án đề nghị lên giám đốc của trung tâm. Và đi kèm với các cái giấy đề nghị thanh toán này sẽ chính là ủy nhiệm chi, chính là các khoản được duyệt chi. Và ở đây chúng ta chi từ tiền gửi ngân hàng, không phải là chi từ tiền gửi kho bạc, do đó sẽ không có giấy rút vốn mà chỉ có ủy nhiệm chi. Trên phần mềm MISA, các bạn vào phân hệ mua hàng, chọn mua hàng chưa thanh toán để hạch toán, hoặc các bạn vào tab hóa đơn mua hàng này lọc SMS, vì ở đây tôi có hạch toán chứng từ về SMS order ở ngày 7 tháng 1 rồi. Thì tại đây tôi nhân bản lên, tôi nhấn Ctrl C, tôi nhân bản. Và ngày tôi sửa lại là ngày của hóa đơn đầu tiên, 13 tháng 3. Hóa đơn 197 ngày 13 tháng 3 này thể hiện số tiền chưa thuế 1.213.091 đồng. Thuế giá trị gia tăng, phần mềm sẽ cập nhật. Hóa đơn thứ hai, hóa đơn số 08 ngày 6 tháng 4. Số tiền 323.818 đồng. Sau phần thuế chúng ta xem phần mềm cập nhật tiền thuế đúng hay chưa. Và hóa đơn thứ 3 là hóa đơn ngày 29 tháng 4. Số tiền chưa thuế 951.364 đồng. Và dòng cuối cùng tôi chuột phải xóa dòng chứng từ đi. Sau phần thuế chúng ta điền ngày hóa đơn. Hóa đơn 197 thì ngày hóa đơn là ngày 13 tháng 3. Số hóa đơn 197. Hóa đơn 08 ngày 6 tháng 4. Và hóa đơn số 34 ngày 29 tháng 4. Các bạn có thể tách từng hóa đơn này, hạch toán mỗi một hóa đơn là một hóa đơn mua hàng cũng được. Hạch toán xong thì chúng ta nhấn cất. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta nhân bản lên thì nguồn chương khoản thì phần mềm đã tự cập nhật từ chứng từ trước sang cho chúng ta rồi, nên là chúng ta không cần phải sửa nữa. Và các bạn lưu ý phải chọn đúng nguồn mục tiểu mục nếu có. Đó là bước thứ nhất, chúng ta hạch toán ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bước thứ hai, khi giấy đề nghị thanh toán được duyệt thì chúng ta sẽ chi trả cho nhà cung cấp từ tiền gửi ngân hàng. Do đó tôi sẽ vào tiền gửi, chọn chi tiền gửi. Nhà cung cấp là Mobifone. Lý do chúng ta ghi là trả tiền SMS order. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên ủy nhiệm chi, ngày 8 tháng 8 năm tài chính. Nợ tài khoản 331 và có 112. Số tiền 2.737.100 đồng. Chi từ nguồn thu của dịch vụ của đơn vị. Mục tiểu mục nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta điền vào. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Mục đích của việc chi tiền gửi này thì chúng ta phải lưu ý chọn đúng tài khoản chi, chọn đúng đơn vị nhận và chọn đúng tài khoản nợ để phần mềm ghi giảm công nợ của nhà cung cấp xuống. Tại ủy nhiệm chi này thì có phát sinh phí chuyển khoản là 27.500. Các bạn có thể vào ngân hàng chi tiền gửi để hạch toán phí chuyển khoản, hoặc chúng ta mở lại chứng từ ngày 8 tháng 8 này ra. Chúng ta nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Ở dòng bên dưới các bạn chọn là phí chuyển khoản nợ 6428 có 112, số tiền là 27.500 đồng. Hạch toán xong thì chúng ta nhấn cất lại. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào, phí SMS order cũng như là ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp trên phần mềm MISA.